Ông quý chủ. Và ông mẹ phải cảm ơn to cái nhóm nạc này tại vì thi sạm nạc ca. Hay một nâng bắt đầu bị tự ca chôn từ ក្រុមមេធាវីការពីក្តីហើយមានសូមសួរបញ្ជាក់ទៅខាងដំណាងសាភិញ្ញាអន្តរជាតិថាតើសូមឲ្យបំភ្លឺថាឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាងសាភិញ្ញាមានបំណងបុគ្គលជូនទៅសាក់សីការពីព្រឹកមិញនេះសួរថាតើដំណាងសាភិញ្ញាបានចាត់ចែងបុគ្គលទៅឲ្យសាក់សីរូបនេះតាមរយៈ អង្គភាពកងពីសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញហើយឬនៅទី1ទី2សូមបញ្ជាក់អំពីបំភ្លឺអំពីខ្លឹមសារដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះដែលប្រកាសថាជាឈ្មោះរបស់អតីតភរិយារបស់សាក់សីហើយមានលេខរៀងនៅក្នុងបញ្ជីឯកសារណាអត្តសញ្ញាណឯកសារនោះហើយនឹង Mr. President, if I can please answer those questions in turn. Firstly, there has been contact with Wesu over the luncheon adjournment. The document I had, as Mr. President, you know, was the revised S21 prisoner list, but it was felt that the original document should be found in Khmer, rather. And so efforts were being made over the luncheon adjournment to find that document. When I left about 20 minutes ago, it hadn't yet been located. But there are people working on this, Mr. President, now, so that the original document, we hope, can be obtained and be available for Mr. Kim Vun, I hope, at the close of proceedings this afternoon. Mr. President, to answer your second question, the document shows, in terms of the name, a female, Chim Nari, alias Phoan, P-H-O-A-N, the wife of Choam, a combatant of K-25 office, and it states that the arrest was from the Ministry of Propaganda and Education, and the date of that was the 1st of May 1978. And then the other relevant date that you asked about, the 27th of May 1978. Does that answer, Mr. President, please, all of those questions? Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aurais quelques questions à vous poser pour clarifier un certain nombre de vos déclarations. Hier, lors de votre déposition, vous avez déclaré que lorsque la radio du front était installé à Bévin, c'est-à-dire avant la chute de Phnom Penh. Les déclarations de M. Phnom Penh, les déclarations de M. Kyo Sampan, qui étaient diffusées sur la radio, étaient certainement écrites avec la participation du prince Norodom Sihanouk. En tous les cas, vous avez dit que ça ne pouvait pas être le résultat de le seul résultat de l'écriture par M. Kyo Sampan. Est-ce que vous souvenez d'avoir dit ça? Monsieur le Président, je
Alors, vous avez, est-ce que vous avez été le témoin, monsieur, de communication particulière entre monsieur Khieu Samphan et le prince Norodom Sihanouk à cette époque? Ou est-ce que vous avez des informations particulières qui vous permettent d'appuyer cette affirmation? Ou est-ce que c'est une simple déduction, voire une spéculation de votre part? Et j'entends bien que ce soit votre analyse, monsieur, mais ce que je voudrais savoir, c'est si cette analyse se fonde sur des éléments d'information particuliers. Est-ce que vous avez été le témoin de communication entre M. Khieu Samphan et le prince Sihanouk? Est-ce que vous savez des choses qui seraient utiles de savoir? Ou est-ce que c'est simplement une déduction sans plus d'analyse? ធម្មតានៅក្នុងពេលព្រះនាថេរុគរមជាតិកម្ពុជាគឺមានអង្គសម្ដេចព្រះរលំថេនុគជាប្រធានហើយខ្ញុំនិយាយនេះបើនិយាយជាពេលវេលាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលនោះខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំវិញម្លាយថាអញ្ចឹងហើយការឃើញជាក់ស្ដែងថាសម្ដេចព្រះរលំថេនុគនឹងលោកខៀវសំផនមរាជអាណាខ្ញុំមិនដឹងទេ Alors, ce matin, vous avez fait part également d'un autre sentiment. Vous avez indiqué que, selon vous, les discours de M. Khieu Samphan, qui avaient été diffusés cette fois-ci pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire après la chute de Phnom Penh, n'avaient sans doute pas été rédigés par M. Khieu Samphan tout seul. Et vous avez d'ailleurs indiqué que vous pouviez préciser cela parce que, dans votre souvenir, en ce qui concerne les discours écrits par M. Khieu Samphan pendant la période du front, ceux-ci étaient écrits en utilisant des phrases longues. Alors, est-ce que c'est le seul élément qui vient à l'appui de votre analyse, la longueur des phrases, ou est-ce que vous avez d'autres éléments qui pourraient permettre de comprendre pourquoi vous considérez que M. Khieu Samphan n'a pas pu écrire seul ses discours? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce que je n'ai pas très bien compris si vous vouliez ajouter quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez dit ce matin ou si vous en tenez à ce que vous avez dit ce matin. Monsieur le témoin, vous avez également été entendu par les enquêteurs des co-juges d'instruction. Alors, je vais essayer de résumer ce que vous avez dit en ce qui concerne M. Khieu Samphan. Vous l'avez comparé à un éléphant handicapé, un éléphant
sans jambes ou sans force dans les jambes. Vous avez également indiqué que M. Khieu Samphan était perçu comme étant une victime, précisant d'ailleurs que c'était la perception qu'on pouvait en avoir tant à l'époque du régime du prince Norodom Sihanouk qu'à l'époque du front et même pendant la période du Kampuchea démocratique. Vous avez également ajouté que selon vous, c'était un homme qui n'a jamais eu de réel pouvoir. Et si j'ai bien compris aussi, vous avez précisé que le rôle de M. Khieu Samphan pendant la période du Kampuchea démocratique avait principalement consisté à s'assurer du transport, de ravitaillement vers les bases, à accueillir les chefs d'État étrangers en visite, à accompagner le prince Norodom Sihanouk et son épouse lorsque ceux-ci visitaient la campagne. Alors, est-ce que j'ai bien résumé ce que vous avez voulu dire au juge d'instruction ou est-ce que je me suis trompé? Alors, quelques questions pour essayer de comprendre si là encore il s'agit d'un sentiment, d'une analyse, et si c'est une analyse sur quoi ils se font. Vous avez rencontré, vous avez déclaré avoir rencontré M. Khieu Samphan au cours de déplacements que vous-même vous effectuez quand vous alliez faire des reportages à la campagne. Vous l'avez rencontré très souvent, M. Khieu Samphan, ou il m'a semblé entendre ce matin que vous l'avez rencontré une fois. À combien de reprises vous l'avez rencontré? Donc, vous ne l'avez jamais rencontré en personne, vous n'avez jamais discuté avec lui de son rôle, il n'a jamais été votre supérieur, il n'a jamais vérifié votre travail, je crois que c'est ce que vous avez dit ce matin. Est-ce que vous avez eu accès à des informations sur le rôle de M. Khieu Samphan dans des bureaux qui s'appellent K1, K3 ? Est-ce que vous avez des informations sur le fonctionnement du bureau 870? Est-ce que vous avez eu des informations particulières sur les relations existantes entre M. Khieu Samphan, Yeng Sari, Pol Pot, Nguyen Chia, Yeng Tirit, Son Sen? Est-ce que vous savez qui participait aux réunions du comité permanent? Alors, je vous repose la question de façon générale. Est-ce que vous avez eu des éléments d'information, d'autres,
d'autres informations qui vous permettent d'étayer votre analyse selon laquelle M. Khieu Samphan était un homme qui n'a jamais eu de réel pouvoir. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? ខ្ញុំមកបីឆ្នាំរហូតដល់ប្រចាំនៅឆ្នាំកៅប្រមាណចប់ផ្នែកក្រុមរបស់គឺខ្ញុំចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចដឹងអ្នកណាមានអំណាចអ្នកណាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំការសន្តានឬការវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាលោកខៀវសំផនមិនមានអំណាចអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិ Bien, on va passer à un autre sujet, monsieur le témoin, concernant cette fois-ci le rôle de monsieur Nguyen Chia. Vous en avez parlé très brièvement ce matin, vous en aviez parlé également devant les enquêteurs des co-juges d'instruction, et vous aviez dit devant les co-juges d'instruction que monsieur Nguyen Chia était venu diriger le ministère de l'information, de l'éducation et de la radiodiffusion après l'arrestation de M. Winning et après que Mme Yun Yat ait pris la tête des deux ministères, le ministère de l'Information et le ministère de l'Éducation. Ce matin, vous avez indiqué qu'en réalité, M. Nguyen Chia n'était venu que par intermittence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que faisait M. Nguyen Chia au ministère de la propagande et de l'éducation? កម្មវិធីអប់រំដែលខ្ញុំចាំនៅពេលនោះគឺអប់រំពីរឿងអីអប់រំពីវិស័យកសិកម្ម ក៏ចូលទៅភើក្រាស់ដែលក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសចិននៅមេច្បារនោះយកមកផ្សព្វផ្សាយម្ដងមកតពួរម្ដងមកតពួរនេះជាការងារដែលខ្ញុំដឹងហើយក្រៅពីនោះតេតតងអត្ថបទផ្សេងៗខ្ញុំមិនដឹងថា ការណែនាំទៅផែនទៅគុលអីទៅសេអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានីតិរបស់គាត់គឺនីតិអប់រំថ្មីហ្នឹងគឺតកតងនឹងវិស័យកសិកម្មឯកសារដែលបានមកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមគឺនៅកន្លែងនីតិពិសោធន៍មេច្បារដែលអ្នកបច្ចេកទេសចិនគេបង្កាត់ពូជស្រូវនីតិនោះផ្សាយគឺផ្សាយរាល់ថ្ងៃ Est-ce que M. Nguyen Chia est venu simplement faire des formations pour donner des informations sur des problèmes agricoles ou est-ce qu'il avait également un rôle de contrôle des subordonnés, de la façon dont le travail s'effectuait, des informations qui étaient diffusées à la radio? Est-ce qu'il a remplacé Mme Yun Yat ou est-ce qu'il est venu simplement en plus de Mme Yun Yat? កម្មវិធីជំនួយឋានរបស់គាត់ដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺមានកម្មវិធីនីតិអប់រំថ្មីអំពីកសិកម្មនៅមេច្បារមួយហើយការណែនាំទៅផ្នែកទេសេផ្សេងទៀតខាងភាសាខ្មែរនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំត្រូវដកមក ทางกรรมธิการมุ่งหน่อยให้ក្នុងរយៈពេលនោះឯងដែលលោកនុនជាទៅធ្វើការនៅគុកស្នាការហើយវត្តមានរបស់គាត់នៅពេលនោះគឺច្រើនតែលោកស្រីយុនយ៉ាតអត់នៅ
Est-ce que vous savez s'il existait des liens entre le ministère de l'Information et de la Propagande et le ministère des Affaires étrangères? Est-ce que, par exemple, il arrivait que des documents pour le ministère des Affaires étrangères aient été imprimés dans les bureaux du ministère de l'Information et de la Propagande? ឯកសារតាមខ្ញុំចាំដូចមិនមានអីពាក់ព័ន្ធច្រើនទេពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយវិទ្យុកម្មជាតិផ្សាយខ្មែររបស់រដ្ឋាភិបាលសម័យនោះគឺមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ដំណឹងគណៈប្រតិភូពីបរទេសមកគឺមានគេយកឯកសារហ្នឹងមកឲ្យខាងផ្នែកក 3 Et est-ce que vous vous souvenez de la diffusion de discours fait par M. Yeng Sari ou par M. Nun Chia? កម្មវិធីវិទ្យុទាំងអស់ខ្ញុំផ្ដោតតែទៅលើកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំទេហើយកម្មវិធីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេនៅពេលនោះហើយមិនដឹងថាមានអីដែលតកតងនឹងបញ្ហាថ្លែងការណ៍នោះទេ Est-ce qu'à la période du front, c'est-à-dire avant le 17 août 1975, vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Ouyoun? Est-ce que M. Ouyoun a travaillé pour le service d'information? Donc vous n'avez pas eu de contact particulier avec lui à ce moment-là? ខ្ញុំមិនដែលមានការតាក់ទងអីជាមួយគាត់ទេបើជួបជាមួយគាត់គ្រាន់ថានិយាយលេងធម្មតាពេលខ្លះទៅក៏កាត់សក់ឲ្យគាត់ដែរជំនាន់សេក្រមប្រាំឆ្នាំពេលដល់នាំ៤រូបដែលខ្ញុំធ្លាប់កាត់សក់ឲ្យ៤ឆ្នាំរូបមានលោកខៀនផនក៏ខ្ញុំធ្លាប់កាត់សក់ឲ្យគាត់ហើយដូចនេះយើងបាននិយាយលេងអីទេជាមួយកម្មាភិបាលផ្នែកពូ Et vous savez ce qui est devenu M. Ouyoun après le 17 août 1975? Alors, venons-en à un dernier sujet qui concerne la revue Jeunesse révolutionnaire. Si j'ai bien compris, vous avez indiqué que c'était vous qui était en charge de la préparation et de l'impression de cette revue. Est-ce que c'est bien exact? Alors, quel était votre rôle au regard de la revue Jeunesse révolutionnaire? Qu'est-ce que vous faisiez exactement?
nhóm xôm bệnh chạy mình thấy nơi nông rụng phốm chừng bỏ hay cái xa thế nào đấy bày miền tuông bà đi vót miền rạng xề ai dụ chôn dụ viên này đi ní tập bỏ cái đó thì bà hai trên nơi nông nằm nằm chất tập bì chất tập bày hay còn đang nhóm chạm ruột nhom mình đại ban chúa bài sa nó thì nhom tiếp tục khơi cả nơi mình tì sa muối nhom nơi khu sơn cá nhom khơi được nét thế nào đấy nó tâm tranh được còi nặng xe được còi tung vào đi vọt thì hay thế nào đấy nó cứ rậm rạp toàn nhiều cọ Est-ce que vous savez qui a rédigé les articles pour la revue Jeunesse Révolutionnaire? Alors, pour être plus précis, vous avez dit devant les co-juges d'instruction, c'est Yun Yat qui rédigeait les articles avec l'aide de mon équipe. Est-ce que ça correspond à la vérité? Vous aviez une équipe qui aidait à la rédaction de ces articles? ប៉ុន្តែមិនក្នុងឋានៈជារូបរងជាតិទេគឺនៅក្នុងរយៈពេលវែងឆ្នាំហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏បានធ្វើជាលេខាផ្ទាល់សម្រាប់ធ្វើអត្តបទនេះដែរហើយក្រោយមកបានពួកខ្ញុំមួយចំនួនក៏អាចជួយសរសេរជាតំណែងប្រអត្តបទធំៗខាងរដ្ឋមន្ត្រីមានកម្លាំងគាត់ À quel public était destiné exactement la revue Jeunesse Révolutionnaire? À partir de quel âge pouvait-on lire cette revue? ហើយក៏មានសិទ្ធិអានទេសនាវដីនឹងដែរហើយយុវជនផ្សេងទៀតក៏គេអាចអានបានដែរប៉ុន្តែក្របខណ្ឌបម្រើគឺបម្រើសម្ព័ន្ធយូកោ La revue Jeunesse Révolutionnaire avait une visée idéologique. Est-ce qu'il y avait notamment un objectif de susciter la colère des jeunes, voire éventuellement la haine des jeunes, contre les ennemis de classe et à les inciter éventuellement à anéantir les ennemis de la nation et ce complètement jusqu'à extinction? Est-ce que vous vous souvenez de publications qui allaient dans ce sens-là? Chặt tục sản phẩm dù chôn công ty cam chía
គឺជាដៃស្ដាំរបស់បកដូច្នេះអ្នកណាចូលក្នុងហ្នឹងគឺជាអ្នកអនុវត្តការងារអីមួយដែលឈានមុខគេដូច្នេះខ្លឹមសារហ្នឹងគឺបម្រើចឹងហើយអង្គការយុវជនយុវនារីនេះក៏ត្រូវមានការអប់រំនយោបាយ Et est-ce que cet endoctrinement allait jusqu'à susciter la colère contre les ennemis? Tam bất tử dương mình kết hạ tại xuất tại dịch mạng đi. Sau bây thì cứu thật trời dương có dương ai chặt tục như mật bàn là. Cô tì ho thàm nụ nâng theo đạch hạt còn. Tiếp tư anh chẳng được thế. Dương còn ai chặt tục thà là nâng dịch mạng mà rồi thì rồi thì. Trời mình bị thi thôi mấy. Được thế cao rung mái nó cứ kì oi. មានការវិភាគចំណុចខ្លាំងខ្សោយព្រោះមនុស្សវាមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយដូច្នេះបើយើងមើលទៅថាខ្មាំងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្មាំងវាយនោះគឺចង្អុលប្រាប់តែមេដឹកនាំតែប្រមាណអ្នកទេនៅក្នុងពាក្យថ្លោករបស់អ្នកទេរូបរាងជាតិកម្ពុជាគឺក្នុងសម័យធ្វើសង្គ្រាមគឺនិយាយទៅពួកមេរដ្ឋបហាតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបហាទម្លាក់សម្ដេចឪ គឺចាត់ទុកជាខ្មាំងហើយទេសនាបដីនេះបើនិយាយមែនតើវាមានធាតុផ្សំទាំងណាក់សេផងដែរក៏គិតទៅវាមិនមែនធាតុផ្សំតែបកគុំនេះកម្មជាមុខទេបើនិយាយពីណាក់សេគឺវារួមផ្សំអរិយកម្លាំងជាតិទាំងអស់ចូលរួមក្នុងនឹងអញ្ចឹងក្នុងការដុតកំហឹងចងកំហឹងអីគឺមិនមែនចេះតែធ្វើធ្វើទេគឺមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ Est-ce que vous vous souvenez, monsieur, d'un poème, parce que c'est le nom qui lui est donné, d'un poème qui a été publié dans la revue numéro 10 d'octobre 1975 de la revue de la jeunesse révolutionnaire. Il s'agit du numéro E3-729, ERN en Khmer 0063-432-433. ERN français 00-36-42-50-51, ERN en anglais 00-35-79-29-30. Alors est-ce que vous vous souvenez d'un poème qui porte le titre « N'oubliez pas la colère sanglante de nos ascendants révolutionnaires ». Bien, dans ce cas, je n'aurai pas d'autres questions à vous poser, monsieur le témoin. Je vous remercie pour votre coopération. អរគុណលោកក្រុមមកជាបន្តអញមានសូមផ្ដល់ពិធីការជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពីក្រីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងទម្រង់ដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះមុនវិទ្យាពីក្រុមទៀតសូមអញ្ជើញ សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពសាស្ត្រខ្ញុំជម្រះសូមជម្រាបសួរលោកកំពុនខ្ញុំមេគង់សំអនមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីតាំងសួរលោកហើយសូមឲ្យលោកជួយសហការឆ្លើយនៅសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធតាមដែលលទ្ធភាពលោកដឹងបាទក្នុងរយៈពេល ប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនហើយឆ្លើយទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងទួនាទីរបស់លោកខៀវសំផន
Hay ở vậy đại lục bàn chia lai chấm bùa đầm nang sạp riêng nhà cái đôi chia đam đang rất vui ní cái đôi chia lục chia cầm là bên bàn mình ní nhóm miền sầm nua mười chấm đồn tiệt nứng đam bay bên chia bàn thay từ lơ ở vậy đại chia bây giờ sầm rập ông chấm mầm chấm ria nơi tin ní trời ca đam bay thưa ca sầm rách cái đây từ lơ việt nam robot lục chia sầm phò ní chia chấm nói rúm nhóm nâng xua lục bẹp pon từ nâng ông nay robot luộc khiêu sầm phón hay đại phiệt kỳ khẳng đang ban su yang tràn hơi bẹp pon từ nâng cả athati bay robot luộc đại luộc ban triệt thiệp từ nâng đầm rây bị cả đại chỉ ông nay robot luộc khiêu sầm phón thả mình miên cầm lăng chia đầm rây miên trứng ní chia ở vây đại luộc ban triệt rộp cần lòng mạo hay ông ban bánh ní lục chia cầm là vây có ban su bình chia ở lục bằng hai vì phó tăng nhiên nia đâm bây quam trô nơi cả an rô bó lục tha hạt ấy bán chìa lục hiên tha lục khiêu sông phón miên ông nạch nơi bê nô chúng xong xua lục tiệm tôn tư nâng vây của ma rục hiệp rô bó lục ca bì chân năm học của môi học của phật đại lục bàn chay tha lục miền bang pro robot lục chia mình tây rích cá bàn ít tiên riêng robot lục khiêu sầm phón ở lục sơn đạm ta lục nơi chạm bàn tha chia sầm đầy robot lục thòm chay chấm bùa nhận sớm kết robot chắc rằng sớm kết nơi tất cả các nhà tế nơi bên nước nhóm này là bàn chá lời ẩn bị lục hình phòn thì bàn tay nhóm này chọn chạm bằng trọc vật trọc gì gì cả nhóm này nguyên tụi tui bà xâm ổn con lúc anh mình chạy bàn thích càng năng lúc ở dụ hai bộ màn đấy cũng không ăn gì bạn bị cơ tâm bắt cả rồi. Bạn là bên lúc hai nhóm ở dụ 4-5 chân năm ấy là mới. Rồi nhóm ở trăm là bao nhiêu rồi. Càng xin con dễ cứ con dễ dễ dàng lúc hiện thó này rồi con mở riêng nằm bình. Càng tốt tiên là bao gót cứ trời. Bà đảm bây cần nọt rác nhưng bà xong bằng hành chùn ai kia xa đi phì rồi mùi lờ đọp chạch mùi đại chì đời xa bà thà phùng viên bọ prái chắc nhóm xong an xa lần vĩnh nước nông bát tế chợ đất đại ban thơ sông phiền lục đòi nhà sư bằng kiệt bỏ xa chợ gram sư bằng kiệt nốt đại miền lệ sông cò đi pi rồi muối lơ đắp chợ muối đại miền lệ ion chi phía xa khmer sôn sôn 83 37 49 ជាភាសាអង់គ្លេស 00 83 49 19ជាភាសាបារាំង 00 83 57 38 39ក្នុងការនោះលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងខ្សែអាត់ប៉ុន្តែមិនមាននៅក្នុងសំរងសង្ខេបនៃចម្លើយរបស់លោកទេ
đại bệnh trẻ tha chung sống an chun tiếng sống nơi chung lại rồi bỏ lốt miên phí chung nói cho học nghiệp bằng tay xong khăn nơi chung nói chung khói đặc chung chung dạy bình bằng tay đòi xa về việc nực nông phần này cho học nghiệp chung sống an tiếng phí lúc lại tha chung non rạng xe nâng nơi chung mùi quạt nhóm mình đã khơi tha quạt miên ẩm nạc ấy chẳng bàn nhóm tha đồng rây nâng thông tại đầm rầy, còn tái đôi đầm rầy bạc chương, đầm rầy ớt miên cầm lặng. Hai chung vinh bánh hà ni, lục hiếu xâm phón, khi nhóm đăng bảo vọt quạt móc, hai thlọp riêng sốt, thlọp lư bóng nị tiên, cao chùm nón học sập rầm pi, học sập rầm bầy móc. Rùa bóng ôn khi nhóm nẹ rịa chá nơi phân nông bình đài. Quạt tay nị dây nị tiên rương khiếu xâm phón ấy ấy. Hai xa mai nú, cứ ba nị dây nông rốt ẩm nạy ra bó xâm đại xìa nụ nụ khi xâm phón khơi tại rôn cua hai lục miên trăm bà xâm tốt đời xa khi nhóm trời tục bêl xâm rạp ca bọ prái chân khi nhóm bằng ong bản tích hay chăm khi nhóm xua bằng tó chăm lục trời. Chúng xong lúc cho lại bình chạy thả ta lúc chăm cả thay anh bệnh đi. Tế cả nhạc sự một kết từ xuống lúc nó. Lúc rung chăm ba micro bà bạc ca đại ai phương tình nhà cả hôm chung môn thân thông lúc nghỉ dì để từ bà bọn tâm lý bà lúc chô tư khăn ông bà bọn dùm lên để nhạc bọ prai ách bọ prai tư chì phía xa phía xây tiết hay phía kì bà bọn chì phía xa khám ái có ai chạy đạp bàn đây. Bà xong ổ cún. Ta lúc ai riêng rộp ổng bí ca nị tiên rộp bọc bóng bọc lúc chung bố lúc ca bí xa máy đục đại tế mặc tiệm tôn tư nâng lúc khi xung phó ni. Cả bằng xìm dây bạp nhóm còn tại anh chị nị tiên rừng nên bản thân nhóm đang khuôn nóng gọt chứ xây rồi gọt mô riêng nơi nơi Phnom Penh nơi tiên bởi rừng khơi xung phòn tạm nhóm chám gọt như thế thà lúc khơi xung phòn mình tên cán nốt đôi miền thân nạc chìa mình trầy thân nạc cuộc đời bản khơi thà nơi nông chi phía bọc gọt nông xung hài nốt đôi chìa mình lo bởi sao đôi nẹ ở tầy khơi thà chú các con chỉ con đôi khi chôn thòng đà đôi khi vì bây giờ mới tới tha đôi khi men chỉ mình trầy tha buộc vào là thả vào đây và nhóm này mấy nhóm con này chăm phía nhóm mình chăm việc đăng chi bình nhiên hay cả chọn chăm bọc nhóm kỳ thì mày nu mà lớn à chăm đòi sự phối chất tử rồi nhóm trẻ đạp qua tới hay chúng nó đại con gì mùi tiết là hồi này chăm ở cái khó lại một tiền này thực đầy. Hồi nhóm có một chạm ở đó, bởi nhóm mình dù là thầy thiên nhiên thập đầy và bởi nhóm này không mình. Còn có ra phía anh chẳng. Hai bây giờ thiết rương Thầy ca thứ ba có thầm ai nó chú cá con gì đã. Và nhóm mình đang thả có chìa nẹ to xú rồi cứ giang ngoài trước nhóm mình đang rồi nâng nông thầm ai nó nơi khang tầm bọn này nhóm thơ lộp rồi nấu thơ lộp lưu kinh dây ra mình khoai gò mình này hai mình đang thà càng dây đây bọc gọt bẹp bọn nâng cho là tỏ su rưu dàng ná nếu nhóm đang thà bằng thầm thơ lộp tài lưu bọn dây bạp chẳng hai dương mấy mấy dương bán chạp ở rộm ấy xin mở thà nâng ná dây thế nên còn chỉ ca trong trăm nhóm chiêu bình nhiên hay bị cha nạn nhiên là mấy cha nạn thà ta kinh gì nâng là mấy ấy nhóm mặt đằng liền
Bà xong ổ cún. Tiếp tôn tôi nâng à dụ rồi bỏ lốt. Nước đồng ai cả xa y bấy lơ bấy rồi bẹt. Đã chia cầm nọt hẹt. Nên ca sẽ đáp chẩm lại xa xây rồi bỏ lốt nâng. Lốt bàn bình chạy tha lô ca nâng chân năm 14.5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 .
យបន្ថែមអាយុអីដែរក្នុងការជាក់ស្ដែងរបស់លោកនោះមែនតើនៅក្នុងសម័យបដិវត្តយើងអាចប្រើឈ្មោះពេលផ្លាស់ទីកន្លែងហើយមានមួយចំនួនក៏អាចកែឈ្មោះកំណើតរបស់ខ្លួននឹងបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនកែខ្ញុំយកនឹងប្រើរហូតពិសេសជាមួយងងមកភាគខាងជើងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងតើតើនឹងអាយុរបស់លោកកាលនោះបើសិនជាលោកកើតឆ្នាំ59គឺរឿងនិទានដែលបងប្រុសរបស់លោកបាននិទានពីឆ្នាំ67ដល់68នោះលោកអាចមានអាយុ11ទៅ12ឆ្នាំហើយមែនទេអញ្ចឹងមែនទេត្រឹមត្រូវទេសូមលោកជួយឆ្លើយសារថ្មីព្រោះអំបញ្ញមិញមីក្រូអត់ទាន់បើកអាចនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំបាទចង់សួរលោកតាកតងទៅនឹងលោកខៀវសំផនដែលលោកថាបានជួបនៅរោងពុំនៅក្នុងព្រៃមុនឆ្នាំ1975ណាខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើរយៈពេលប៉ុណ្ណាដែរដែលលោកបាននៅក្នុងកន្លែងរោងពុំហ្នឹងហើយបានឃើញលោកខៀវសំផនចេញចូលនៅទីនោះដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនចេញចូលញឹកញាប់នៅកន្លែងរោងពុំរបស់លោកនោះនៅឆ្នាំ1971តាមខ្ញុំចាំគាត់មិនចេញចូលនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនឹងញឹកញាប់ទេព្រោះឯកសារផ្សេងៗច្រើនតែយកមកតាមនីសាហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកឃើញថាជាងការត្រូវការបង្កើតរួងពុំហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកនិងមានការងារផ្សេងទៀតជាការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុអញ្ចឹងឃើញដល់កម្លាំងហ្នឹងកាន់តែរីកធំហើយអញ្ចឹងវត្តមានរបស់គាត់នៅពេលនោះគឺថានៅជាមន្ទីររួមតែមួយហើយមានកម្មាភិបាលដែលធ្វើការងារណាក់សេហ្នឹងច្រើននឹងដែរដូច្នេះបើនិយាយទៅនៅជាមួយគ្នាមករយៈហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំមិនចាំថានៅក្នុងពេលតែមានកម្មាភិបាលច្រើនមកធ្វើការងាររួមគ្នានៅកន្លែងនោះមានចំនួនប្រមាណអ្នកអីក៏ខ្ញុំមិនបានចងចាំដែរប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏មានវត្តមានរបស់លោកខេមសំផននៅក្នុងមន្ទីរនោះដែរបាទសូមអរគុណតើលោកអាចចាំពីរយៈពេលដែលលោកនៅក្នុងមន្ទីរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងលោកខៀវសំផនដែរនោះដែរទេរយៈពេលប្រមាណដែរប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំលោកមកចន់ឆ្លើយខ្ញុំខ្វះមីក្រូឲ្យភ្លើងសញ្ញាក្រហមទៅខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំមិនចាំពេលថាយូរប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាគាត់នៅមករយៈបាទសូមអរគុណតើលោកអាចចំណាំបានលោកខៀវសំផនដោយម្ដេចដែរនៅពេលដែលលោកជួបលោកខៀវសំផននៅក្នុងព្រៃដែលលោកថាពីឆ្នាំ71រហូតមកនោះ
Mình bốn khi mình đăng thà lục khử thòn nó mộc mọt dạng mạch thì vận tải tạm dịa mê khi mình bán còn chỉ bánh vòn đấy còn chỉ sát ra trá trong trong nẹ thân thân áo còn chờ tập rạp lục khi mình nẹ chứ ngọt là người ta vòng nẹ xò xò được chân nó màu bí nà lục nó nguyên cầm mà và màu bí dùn kháng chướng nguyên đường nẹ nơi thuộc mà khi mình bốn nhưng mà còn màu bí Hà Nội mà về đấy, ruột lừng vòng về nhau mấy con màu về Hà Nội, bụng lầm bụng dương ấy rồi màu về Hà Nội. Chuyện cả lúc nhâm toàn than thà, lúc khi tầm phón màu về Hà Nội là, chuyện còi máu bàn nhâm chè xuồng bàn nâng bàn ra ra. Nâng cái kim phón này, mới ăn phót con này, phía xa bà răng này nâng. Hồi cả lúc bàn có đoài ông lì lì phía xa bà răng. Đoàn chân đó nhâm chăm, có tăng tiền của máu mẹn con dây bạp ra. Nhóm khi tụi phòng này thì cứ nhóm chạm ta mê nhóm bạp. Rồi nhóm ngó nhóm dè xu. Thà nẹ mau bị thiệt kháng chướng rồi nẹ nơi trong sọc. Rồi còn mình thấy có chìa xó đó chẳng. Hồi gì cả nó có chùm nạc đà. Chẳng nhóm toàn thà đà nụ mau bị thiệt kháng chướng. Bà sư mọc cốn, nếu bây đại lục đang tha bà rõ mà nẹ, đại lục chụp nước chìa lục khiêu xâm phón. Ta lục miên ca cót xâm cò là ở bây bì cót đại tế. Ca nâu chung mùi nế, chúng ta nên đến thôn tiệt tạ chờ đất bọc phọt à. Hàm giáng đòn dây bì bù vọt chất tài anh tàm bàn con dây mó. Dây bì bù vọt bạc quọt. Vạ nông ca to su ấy liệt bọng. Hàm châm nạc gọt bằng nắng khô tầm miền khô xa ấy chẳng. Anh chẳng. Nông khuyên ta thuê ở nhóm bàn liên thô bì gọt ấy. Khuyên ta miền nệ chất đằng chẳng hơi đòn miền rọt phà nhận thấy gọt. Ca to su room bên lại ở đó bỏ chia tam pet tới nhóm mẹ phun lại ở nó bị crom đọp chàng chiên đại nhóm vô mình bóng vô châu và đại vọt tập bóng cứ đòi tập phun lại ở đi đòi chẳng cả mà vá có cái gì thằng chẳng làm vậy ở dương thực cả được nhé nhóm khơi tha chia tạ chia đất chia thom chia bỏ quát cứ chiêm nữ môi mình bật căn luôn đấy hơi chơi lực thực chất mềm chơi dây lên sao môi mềm và còn quy pha thôi càng gì không cài giờ lại học xong chẳng tới có đời chỗ làm vô làm nữa hơi trong khơi thả cầm ru đại quạt thư hơi trong nạp phần toàn miền đồ xa chẳng thả phụ nhóm có ai thứ ba nuôi con này excusez-moi monsieur le président si vous me permettez en français nous avons entendu dans le début de la réponse du témoin que M. Cusampon était quelqu'un d'arrogant. Je voudrais savoir s'il n'y a pas eu une erreur de traduction et faire préciser cela au témoin parce que ça ne va pas avec la suite de sa réponse. លោកកំពុនជួយបញ្ជាក់សារឡើងវិញអានេះជាបញ្ហាបកប្រែទេក៏ពិតលោកបានឆ្លើយជាភាសាខ្មែរគឺច្បាស់លាស់ហើយសំណួរយ៉ាងណាបាទសំណួរនោះថាជាភាសាបារាំងឬថាលោកឆ្លើយថាលោកខៀវសំផនជាមនុស្សឆ្លើយតើលោកបានឆ្លើយអញ្ចឹងមែនទេឬមួយក៏លោកថាយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយកែសម្រួលខ្ញុំអត់ទាន់និយាយមើលភ្លើងហ្នឹងណាភ្លើងក្រហមហ្នឹងខ
chấm lại rồi bọc nhóm mình miền gì thả cột chửi thế nhóm gì thả nhóm ai chẳng liên sốt bị cọt bị cọt chấm nạp bằng hơi cọt ở toàn miền bù xá được nên phụ nhóm nó ai chẳng thôi tạm cọt đây ba sáu bọc cuốn chấm phù cá chay bên chuyện đi các nhóm bạn nâng sùa to từ tiền bà sầm ngọc cún nhom sầm sùa tỏ tiệt tông nhom sầm sùa lục tiệt tông từ nương lục khiêu sầm phón chui lực thực chất đòn lục đây cả nó lục đây không phải là lái hay chỉ mùi nương nhẹ đặt tay tiết đây nơi thưa ca nông rồng bồm á trong trong sùa tha ta ca lực thực chất robot lực khiêu sầm phò nứng quạt ban gì bị ở với bật bật quạt cho ba lót đại lục bàn chấm ai cho lại bàn chỉ thầm đá chẳng đằng thầm chết mấy mấy cả na bài tiệp cũng đá nơi mấy cái tài để dùng lực tè nực vòn nực khôn mà ơn dân thơ hay cốt tại tình dây luôn luôn thà mấy chừng kriêm dân dân mình trong bài na được hay cốt dây trát bằng nhau mình chăm o thế bằng nực nông nấy nâng còn lực vì thằng kriêm luôn nó thư rọt và ha chân hơi xung đạch thì lẹ bình na trên chân phải chắn con gì phía xa chiến nạng xe hồi ở dưới nước chạy trôm trô chạy trông của giác rồi nơi tầm hai nước trông giác em mới ông mà thật đám bài dường trừ rồi cái lãnh thư chứng khán mình tập vô những thứ hồi chi phải lại quê những thứ tầm bây ở xài gì màu nắng xài để dựng đột thứ đột phí sâu những thứ với ông miền ở đây sai đi sai nông viên từ riệp tạm đây chẳng nên nó còn này làm chẳng hơi mệt tết cứ dừng thôi chỉ cần biết nừng làm bây giờ làm bài tới vì ăn miên sai để lừa được hơi mà miên sai cứ cột nặng ơi và bây happy thế có em rồi pram rồi có em rồi làm mối với tầm lẽ lừa hơi tất cả lực thực chất vào quát mà giang lực thực chất thay dừng trong tro những thứ nực bụng đai bọng khô nước mùi còn ta ở trong một giặt nồng ca rút nơi và chẳng ngày bà xe mọc cún chúng xong xua lục bằng thaym tha ta ca lực tực chất rồi bỏ lục hiệu xong phò nơi bên nô miền prà nở pịa nam muôi để nhung nhung ở lục có bật nở ẩm bơ hàng xa rồi có prà cầm lăng khô khơ đa rồi tế biết đại lục hiện phong nhung 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 đôi mình đã lười thì và ấp rúm thế bốn cư miền là riêng sản xuất đập pi bạc cá làm sao đập pi bạc cá cư miền tây tới nhằm thuận lợi miền bắc hay vì và kết tới bờ tha anh vót đập pi bạc cá đang bán về lõi và con này nó mình chẳng được cao áp dụng còn bắt bò biết tầm đây là đập tây nó mà khi chưa chết ấy nó cứ tay để miền hồng sản xuất đập pi bạc cá này ông mà tha
ខ្ញុំមកទៀតរឿងទ្របសម្បត្តិគឺចង់បានរបស់អ្នកដទៃអីហ្នឹងគឺថាសំបីតែម្ទេសមកផ្លែដល់បងម្ចាស់គេមិនបានឲ្យក៏យុទ្ធជនរបស់អ្នកសេហ្នឹងគឺមិនត្រូវការប៉ះពាល់ទេនេះជាឧទាហរណ៍ជាខ្លឹមសារខ្លះបន្ថែមនៅលើការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការអប់រំដែរ Bà xâm ọc cún. Tiếp tục tình nâng ca châm nam ạ xo rô bó lục khiêu xâm phón. Mình bên thả thâm tại châm nam ạ xo tế lục châm nam đo từ xâm nê rô bó lục khiêu xâm phón. Đại lục xa xê chi ạc tà bọt chi đám. Hồi đây ảm bánh bánh ní. Một ní lục chạc rõm là bánh có bán xu bánh chạc. Từ lưu lục tha đòi lục áng tháng khlia rô bó lục khiêu xâm phón. Trán xa xê vên miên khán. Hồi lúc bàn xu bình chế, hồi lúc bàn thaym, tự lưu với đại chi ông nàng, đại ách hồi lúc xung quanh bàn thay chi ạch tập bật rồi bỏ lúc khiêu xung phong xa xê nó. Nhóm xung xu lúc bàn thaym thay, krau bì khlia vên, miên khăn là rung vơl. Thật ta, khlâm xa được nông ạch tập bật nó lúc đại bàn chấm năm, từ lưu khlâm xa chỉ lẹ khả nạ khóc lại bị xâm nê rồi bỏ nhận đặt tay đại tế nông mê đặc nồm nông nạ xế khơi rốt lại bị thế đôi lưu hù nâm tiêu ôn tới còn thêm giang là phụ dân thêm giang thì từ bậc đời phụ má thì thêm giang bậc họ từ thì thế bậc kinh tế bảy vòn trở lên miền đất đai khó khăn ní bà sầm ọc cún ạt tập bọt đại lục khởi nhất cứ chia ạt tập bọt sẽ sẽ đáy rồi mới có ạt tập bọt bọc bùm các nhóm nơi chỉ mới có trong khởi có sẽ đáy vì thế này khởi hôm nay bọc có miền kia về anh không kỳ hình sự khăn đi chẳng bàn trong khi lựa cái nạp xe nơi không ạc bọt phương xế nhóm tay chạm vào rộng ạc bọt nông dùng đoàn cảm chia tập tay đó sẽ đầy thành cao phương xế đó chẳng bàn được nhóm sân than thả mình mềm cầm nịch khi dùng phòn tôi sẽ được luôn ai thì rồi khlia cột vé nhai khi nông ạc bọt lá tôi chỉ khlia khlay khlay bọt bọt chẳng đi chỉ cả bình đất bọc nhóm để bọc nhóm thu lọc khởi như thế nào đây bọc khuôn. Bà xô mọc cún. Lớp nhóm xôm xô lộc tiện tồn từ nâng cõi chân nằm mùi bọn bọn bùi rơi chất sắp rạm vinh. Này thảm môn chân nằm មួយពាន់បួនរយចិតសិបប្រាំបួនប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះក្រោយពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជ័យជំនះនោះលោកបានឆ្លើយក្នុងពេលកន្លងមកថាលោកធ្លាប់បានឃើញលោកខៀវសំផនអមដំណើរសម្តេចនរោត្តមសីហនុ នៅតាមជនបទហើយចំណុចនេះលោកចក្រមលវែងក៏បានសួរបញ្ជាក់រួចហើយដែរខ្ញុំឲ្យលោកបានឆ្លើយថាលោកបានជួបនៅពេលនោះជួបលោកខៀវសំផនហ្នឹងគឺដោយចៃដន្យទេខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកចំណាំលោកខៀវសំផនបានដោយ
robiab na neu pe nu nyom chnam tha nyom khlop neu muoy pon nyom a chnam ba na ji khe samphon na ji samdaich hau hai na na ji kon daich hau neu nyom a dang khla được thế, nơi bên núi on miền hai mươi của mình bao pro lán lán thị trấn lán bạch cái chọn nhưng mình chăm thà lán cả nâng pro lán ấy thì phần từ cái mình đang chụp pro ship được pro ấy thì phần cho bạn từ miền lán pro từ miền sẽ đại chẳng chọn lán xa thế mà đáp chun bằng từ hơi nhóm bạn chụp có tua lên mình còn tại lúc nhóm bàn chỉ bị khẳng đạp mẹ chụp mục nha bàn gì nha thì còn khơi nha nghĩa tất đang đà lúc khơi phòn quân bí thư bí quân xã thấy lấy đọc bì xâm rạ hãy anh mẹ phá cả xâm rạ một phê nha tí kẹp bì nha tế hồ đào mong bay xô mình chơi chơi bình dầm bình to kê châm la ca xâm la ca môn trầy rõ tà la ca rõ tà ba tà la ca rõ mù cái này xâm ra nơi bộ tục rộng trăm là mẹ xã xây đó xã xây nếu không lòng phê chụp xâm ra nâng ơi anh chuyên gót một căn này đó thì hãy cầm đi vĩnh nơi vì liền mong bạn cầm nọt bánh mình đi cứ mong bày xâm ra cho xong trên cao cho